Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt 3 học kỳ 2 Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Phần 1 La Mã, kiểm tra đọc 10 điểm. Một nhỏ, đọc thành tiếng 4 điểm. Với phần đọc thành tiếng này, các em sẽ thực hiện hai yêu cầu như sau. Trước tiên, các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc Rừng Gỗ Quý trang 46 trong sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thực hiện câu hỏi: Vì sao nàng tiên trong giấc mơ nói rằng thứ đựng trong chiếc hộp thứ hai quý hơn nhiều? Với yêu cầu thứ nhất, đọc thành tiếng bài đọc thì các em sẽ mở sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 Cánh Diều, bài đọc Rừng Gỗ Quý trang 46. Sau đó thì các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc. Khi đọc, các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, chú ý phát âm đúng và ngắt nghỉ đúng dấu câu. Tiếp theo, dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thực hiện câu hỏi: Vì sao nàng tiên trong giấc mơ nói rằng thứ đựng trong chiếc hộp thứ hai quý hơn nhiều? Dựa theo nội dung bài đọc, các em sẽ thấy nàng tiên trong giấc mơ nói rằng thứ đựng trong chiếc hộp thứ hai quý hơn nhiều vì đó là những hạt thóc giống để trồng thành cây gỗ. Đây là đáp án đúng cho câu hỏi của phần một nhỏ đọc thành tiếng. Các em sẽ lưu ý đáp án này giúp cô. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập phần hai nhỏ đọc hiểu 6 điểm. Với bài tập phần này thì các em sẽ đọc bài đọc Núi rừng Trường Sơn sau cơn mưa. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Núi rừng Trường Sơn sau cơn mưa. Mưa ngớt hạt rồi dần dần tạnh hẳn, màn mây xám đục trên cao đã rách mướp, trôi giạt cả về một phương, để lộ dần một vài mảng trời thấp thoáng xanh. Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống. Dưới mặt đất, nước mưa vẫn còn róc rách, lăn tăn, luồn lỏi chảy thành hàng vạn dòng mỏng manh, buốt lạnh. Từ trong các bụi rậm xa gần, những chú chồn, những con dũi với bộ lông ướt mềm, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, nối tiếp nhau, nhảy ra rồi biến mất. Trên các vòm lá dày ướt đẫm, những con chim ca lang mạnh mẽ, dữ tợn, bắt đầu giang những đôi cánh lớn, rũ nước phành phạch, cất lên những tiếng khô sắc. Chúng nhún chân bay lên, làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả. Xa xa, những chỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền trời. Một dải mây mỏng mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn dịn. Sau trận mưa rầm rả rích, núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh, cảnh vật thêm sức sống mới. Bài đọc sưu tầm. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Núi rừng Trường Sơn sau cơn mưa. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi trong phần 2 nhỏ đọc hiểu. Câu hỏi số 1. Những con vật nào xuất hiện sau cơn mưa? 0,5 điểm. Đáp án A. Những chú chồn, những con sóc, những con sâu. Đáp án B. Những chú chồn, những con dũi, những con chim ca lang. Đáp án C. Những con chim ca lang, đàn vịt, những con dũi. Và đáp án D. Những chú chồn, những con khỉ, những con dũi. Với câu hỏi số 1 thì dựa vào nội dung bài đọc mà cô vừa đọc cho các em nghe, các em sẽ thấy có những con vật xuất hiện sau cơn mưa sẽ gồm có những chú chồn, những con dũi và những con chim ca lang. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án B trong câu hỏi số 1 là đáp án đúng. Câu 2. Từ chúng trong câu văn cất lên những tiếng khô sắc. Chúng nhún chân bay lên, làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả, chỉ sự vật nào? 0,5 điểm. Đáp án A. Những chú chồn. Đáp án B. Những con dũi. Đáp án C. Những con sóc. Và đáp án D. Những con chim ca lang. Với câu hỏi số 2 thì trong bài đọc, từ chúng ở trong câu văn cất lên những tiếng khô sắc, chúng nhún chân bay lên, làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả, để chỉ những con chim ca lang. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án D trong câu số 2. Câu 3. Sau trận mưa dầm, các sự vật trong rừng Trường Sơn có sự thay đổi như thế nào? 0,5 điểm. Đáp án A.
cảnh vật trở nên ảm đạm, buồn bã. Đáp án B, sau cơn mưa, mọi vật trở về trạng thái thường ngày. Đáp án C, núi rừng Trường Sơn hầu như không có sự thay đổi lớn. Và đáp án D, tất cả như bừng tỉnh, cảnh vật thêm sức sống. Với câu hỏi số 3 thì các em sẽ dựa vào câu văn ở cuối bài đọc. Đó là câu, sau trận mưa rầm rả rích, núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh, cảnh vật thêm sức sống mới. Như vậy đáp án đúng của câu số 3 là đáp án D. Sau trận mưa rầm, các sự vật trong rừng Trường Sơn có sự thay đổi, đó là tất cả như bừng tỉnh, cảnh vật thêm sức sống mới. Các em sẽ khoanh tròn đáp án D. Câu 4. Trong bài đọc có mấy từ ngữ chỉ âm thanh, đó là những từ nào? Một điểm. Với câu hỏi số 4 thì các em có thể chỉ ra ở trong bài đọc có 3 từ chỉ âm thanh, đó là từ róc rách, phành phạch và khô sắc. Các em sẽ viết những từ này vào ô trống của câu số 4. Câu 5. Dựa vào bài đọc, em hãy thêm bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu vào chỗ trống cho thích hợp. Một điểm. Với câu hỏi số 5, các em sẽ quan sát ở dưới ý A và ý B thì sẽ có những sự vật và hoạt động của sự vật đó. Các em sẽ ghi tiếp bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu vào chỗ trống để hoàn thành một câu hoàn chỉnh theo nội dung bài đọc. Ý A, chấm chấm chấm, những chú chồn, những con dũi với bộ lông ướt mềm vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Vậy thì với ý A, các em sẽ dựa vào câu văn trong bài đọc, đó là câu từ trong các bụi rậm xa gần, những chú chồn, những con dũi với bộ lông ướt mềm vừa mừng rỡ vừa lo lắng nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất. Các em sẽ thêm bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu trong ý A, đó là từ trong các bụi rậm xa gần. Với ý B, chấm chấm chấm, nước mưa vẫn còn róc rách. Với ý B này, các em dựa theo nội dung bài đọc thì sẽ ghi được bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu, đó là dưới mặt đất. Và chúng ta sẽ có câu dưới mặt đất, nước mưa vẫn còn róc rách. Câu 6, nối, 1,5 điểm. Với câu hỏi số 6 thì các em sẽ nối các vế ở phía bên tay trái vở bài tập với đặc điểm ở phía bên tay phải vở bài tập để tạo thành một câu văn hoàn chỉnh. Vậy với bài tập này, các em sẽ nối như sau. Ngoài đường, xe cộ đi lại, các em sẽ nối với đông đúc. Cây cối trong vườn cây của ông luôn, các em sẽ nối với tươi tốt. Và cuối cùng, các bạn học sinh trong lớp bàn luận, các em sẽ nối với sôi nổi. Sau khi nối xong thì chúng ta sẽ được những câu văn hoàn chỉnh, đó là ngoài đường, xe cộ đi lại đông đúc. Cây cối trong vườn cây của ông luôn tươi tốt. Và các bạn học sinh trong lớp bàn luận sôi nổi. Câu 7. Em hãy điền chữ V hay giờ thích hợp vào chỗ trống. Một điểm. Với câu hỏi số 7 thì các em sẽ quan sát một đoạn văn. Trong đó thì sẽ có các tiếng còn thiếu chữ V hoặc chữ giờ. Các em sẽ điền vào để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Với ô trống thứ nhất, đằng sau ô trống có vần ao và dấu huyền và tiếng ga. Với ô trống này các em sẽ điền chữ V. Ô trống thứ hai, đằng sau ô trống có vần ai và dấu huyền. Với ô trống này các em sẽ điền chữ giờ. Ô trống tiếp theo, đằng sau ô trống có chữ A và dấu huyền. Các em sẽ điền chữ V. Và ô trống cuối cùng, đằng sau ô trống có vần A và dấu ngã. Các em sẽ điền dấu. Các em sẽ điền chữ V. Sau khi điền xong thì chúng ta sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh, đó là con tàu vào ga, vừa chạy vừa tu tu một hồi dài. Sân ga bỗng chốc nhộn nhịp và náo nhiệt hẳn lên. Phía cửa ga, nhiều cánh tay giơ lên, vẫy gọi người thân. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần 2 la mã, kiểm tra viết 10 điểm. Phần 1 nhỏ, chính tả nghe viết 4 điểm. Với phần này, các em sẽ nghe cô đọc nội dung của bài đọc Chuyện quả bầu. Sau đó, các em sẽ viết bài đọc xuống phía dưới phần ô trống trong vở bài tập. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Chuyện quả bầu. Từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ nhảy ra. Người khơ mú nhanh nhảu nhảy ra trước. Tiếp đến, người Thái, người Tày, người Nùng, người Mường, người Giao, người Hờ Mông, người Ê Đê, người Ba Na, người Kinh lần lượt ra theo.
đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay. Vừa rồi cô đã đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Chuyện Quả Bầu. Các em sẽ nghe nội dung cô đọc, sau đó thì viết bài đọc xuống phía dưới phần ô trống trong vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật ngắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập 2 nhỏ, tập làm văn 6 điểm. Em hãy viết đoạn văn ngắn về một cảnh đẹp ở địa phương mà em được chứng kiến hoặc biết qua sách, báo, tivi. Với bài tập phần 2 nhỏ này thì các em sẽ quan sát xem ở địa phương em có cảnh đẹp gì hoặc một cảnh đẹp nào đó mà các em đã được chứng kiến qua sách, báo hay tivi thì các em sẽ trình bày vào trong phần ô trống của vở bài tập. Khi trình bày thì các em sẽ nêu ra cảnh đẹp đó có những đặc điểm như thế nào. Em đã tham gia những hoạt động ở nơi đó ra sao? Và em có cảm nghĩ hoặc cảm xúc của em về cảnh đẹp đó như thế nào? Cô sẽ có một đoạn văn mẫu để các em tham khảo như sau. Cửa Lò là bãi biển nổi tiếng của quê hương em. Ở đây gió biển lồng lộng, tiếng sóng vỗ ào ạt, bãi cát vàng trải dài. Bầu trời lúc này thật cao, không một gợn mây. Ông mặt trời như một quả bóng khổng lồ, tỏa ánh nắng chói chang xuống mọi nơi. Em cùng các anh chị thỏa thích vui đùa trên bãi cát, nghịch nước biển mát lạnh. Bãi cát trắng ven biển bị sóng biển đánh vào ướt sũng. Nhưng có lẽ biển đẹp nhất về ban đêm, khi ánh nắng cuối ngày tắt hẳn, nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao. Không khí lúc này cũng dễ chịu, mát mẻ hơn. Em rất thích bãi biển của quê hương mình. Đây là một đoạn văn của cô nói về một cảnh đẹp ở địa phương, đó là Cửa Lò, là một bãi biển ở Nghệ An. Các em sẽ dựa vào phần gợi ý của cô cũng như đoạn văn mẫu này để có thể thực hiện được bài tập. Và sau đó thì các em sẽ trình bày vào ô trống của vở bài tập. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Đề kiểm tra tiếng Việt 3 học kỳ 2 cánh diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.